Hello các bạn nha, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay Linh chia sẻ thêm cho quý vị và các bạn mình cùng xem một cái món ăn nữa nha, rất là dân dã luôn. Đó chính là món rau khoai lang nha. Rồi bây giờ Linh mời quý vị và các bạn mình cùng xem cái rau khoai lang này nó có bổ dưỡng, nó có công dụng như thế nào nha. Rồi bây giờ mình mời quý vị và các bạn mình cùng xem nha. Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra nếu bạn chịu khó ăn rau khoai lang? Rau khoai lang là món ăn dân dã của gia đình Việt từ thời xa xưa. Tuy nhiên rất ít người biết được cái công dụng mà rau khoai lang mang lại cho sức khỏe. Mời quý vị và các bạn mình cùng tham khảo dưới đây nha. Dùng rau khoai lang chống béo phì nè. Trong rau khoai lang có chất xơ khiến cơ thể có cảm giác no lâu. Chính vì vậy khi ăn rau khoai lang bạn quên đi cảm giác đói, từ đó hỗ trợ được giảm cân hiệu quả. Ăn rau khoai lang phòng ngừa tiểu đường. Người bị bệnh tiểu đường nên dùng cái ngọn rau lang để ăn rất là tốt. Dùng rau khoai lang phòng ngừa tim mạch đột quỵ. Trong rau khoai lang có các chất vitamin. Dùng rau khoai lang phòng ngừa tim mạch và đột quỵ, trị chứng buồn nôn và ốm nghén. Nhà khoa học đã chứng minh rau lang có chất vitamin B6 giảm thiểu các chứng buồn nôn cho phụ nữ mang thai hoặc hay nôn mửa. Còn chữa được cái bệnh sinh lý nha. Rau lang đối với những nam giới sinh lý yếu nè, xào tỏi, hành tây hoặc là tôm thịt, duy trì mỗi tuần ăn khoảng 2 lần. Ngoài ra khoai lang còn giúp khỏe da, sáng mắt, chữa thấp khớp, viêm khớp, trị chứng thận hư, đau lưng mỏi gối, chữa cảm sốt vào mùa hè, vân vân. Những lưu ý khi ăn rau lang: không nên ăn rau lang thường xuyên quá nhiều, bởi khi rau lang có chứa canxi dễ gây nên bệnh sỏi thận. Khi ăn rau lang cần ăn kèm với thịt để cân bằng lượng dinh dưỡng. Các bạn không nên ăn rau lang sống vì rau lang sống gây ra táo bón. Không ăn rau lang lúc đói sẽ khiến cho đường huyết bị giảm. Các món ăn từ rau lang luộc, rau lang xào, rau lang nấu canh chua, rau lang nấu canh, vân vân, rất là ngon trong gia đình của mỗi người Việt chúng ta. Nếu chúng ta ăn rau lang để chữa bệnh thì chúng ta nên trụng sơ cái rau lang đi, rồi chúng ta sẽ trụng thêm một lần nữa. Mình lấy cái nước thứ hai là nó sẽ rất là ngon, tại vì nước thứ nhất là nó có cái độ chát và hăng. Giá trị dinh dưỡng của rau lang: trong 100 g rau lang chứa 11 mg vitamin C. Vitamin C giúp tạo ra collagen, giữ cho làn da luôn trẻ sáng, săn chắc, căng đầy sức sống. Rồi bây giờ mình mời quý vị và các bạn mình cùng nhau tham khảo cái bài viết về rau lang trên nha. Cái rau lang mình, đọt lang của mình luộc thôi. Đây mình ngắt đây. Luộc rau của mình cũng sôi rồi, mình thả tí xíu muối vô, mình cho vài giọt dầu ăn vô nha. Sau đó mình thả cái rau vô nè, mình trộn đều qua, mình cho nó sôi bùng lên. Và bắt đầu mình chuẩn bị một cái thau nước nhỏ nha. Và mình vớt rau ra, mình trụng sơ qua là mình vớt ra là được rồi. Rau mình nó rất là xanh luôn, giòn và xanh rất là ngon. Chuẩn bị thao nước lạnh nè, mình vớt cái rau ra và mình trụng như vậy nè là cái rau của mình nó sẽ không có đen nha. Mình kho thêm chảo khô quẹt luôn nha. Cùng cái rau luộc mình cũng xong, khô quẹt của mình cũng kho xong rồi. Bây giờ mình mời quý vị và các bạn mình cùng thưởng thức bữa cơm gia đình nho nhỏ của mình nha. Đây chỉ có rau luộc, kho khô quẹt và cơm trắng thôi. Mời cả nhà mình cùng dùng cơm nha. Mình cũng kết thúc clip tại đây nha. Mình chúc quý vị và các bạn luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc, luôn thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn mình trong clip lần sau nha. Bye bye.